Ronaldo tỏa sáng, ghi bàn từ quả phạt đền để giúp Al-Nassr thắng chủ nhà Al-Ittihad 3-0 tại Saudi Pro League để đứt chuỗi hai trận thua. Phút 32, Juve Abdullah Madu đốn ngã hậu vệ đội khách Sultan Al-Ghanam khiến trọng tài thổi phạt đền cho Al-Nassr. Ronaldo quyết định sút 11m vào giữa khung thành để mở tỷ số, trong khi thủ môn đổ người sang bên phải. Ronaldo chạy về góc sân, nhảy xoay người ăn mừng. Sau đó, huyền thoại người Bồ Đào Nha còn chạy ra sát đường biên, nhìn về phía con trai Ronaldo Jr. rồi giơ ba ngón tay. Ít giờ trước đó, cậu bé 14 tuổi đã lập cú đúp trong một trận đấu cho đội trẻ của Al-Nassr. Vì vậy, ba ngón tay của Ronaldo có thể biểu thị ba bàn mà hai bố con đã ghi được trong ngày. Ronaldo đánh dấu bàn thắng thứ 902 trong sự nghiệp, trong đó có 165 bàn từ 195 cú sút phạt đền. Trong 8 trận đấu gần nhất, Ronaldo cũng đã ghi tới 7 bàn, có 2 kiến tạo. Ronaldo đã có thể kiến tạo thêm một bàn ở trận này khi đường căng ngang dọn cổ của anh bị Alisson Talisca sút chệt cột ở phút 27. Sau đó 9 phút, Ronaldo lại chọc khe như đặc cho tân binh Angelo Gabriel đối mặt với thủ môn. Thế nhưng tiền đạo này cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Sang hiệp 2, Al-Nassr ghi thêm 2 bàn để thắng Al-Ittihad với tỷ số 3-0. Al-Nassr đang có một khởi đầu hoàn hảo dưới thời huấn luyện viên Stefano Pioli và giữ mạch bất bại tại Saudi Pro League mùa này. Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 23 tháng 9, Al-Nassr sẽ tiếp tục làm khách trên sân của Al-Hazim tại vòng 1/16 cúp nhà vua. De Bruyne bị chấn thương trong trận hòa trước Inter Milan, thì bên người bị buộc phải rời sân sau hiệp 1 và có vẻ như sẽ không tham dự trận đấu với Arsenal. Tuy nhiên trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu này, Pep Guardiola đã mang đến thông tin tích cực cho người hâm mộ. Ông tuyên bố De Bruyne vẫn có thể ra sân và điều này là một tin xấu với Arsenal. Hôm nay, cậu ấy cảm thấy khỏe hơn một chút. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện, cậu ấy cũng sẽ tham gia. Hãy cùng chờ xem. Ngay cả khi Kevin De Bruyne không thi đấu, Pep Guardiola cũng không phải quá lo lắng khi mà tuyến giữa vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng như Rodri hay Gundogan. Trong khi đó, Arsenal sẽ thiếu mất đội trưởng Martin Odegaard. Ngoài ra, Mikel Merino cũng chưa thể bình phục để ra mắt. Đặt lên bàn cân, Man City đang nắm lợi thế nhất định. Họ được chơi trên sân nhà và đang gây ấn tượng với chiến tích toàn thắng 4 vòng đấu mở màn Premier League. Man City là đội duy nhất làm được điều này sau 4 vòng đấu. Arsenal đã bắt đầu biết cách đá thực dụng và chặt chẽ hơn. Họ mới chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn, ít nhất giải đấu. Bàn thua đó đến từ trận hòa 1-1 với Brighton. Theo Goal, Barcelona, Atletico Madrid và Bayern Munich đều được cho là đã cử tuyển trạch viên đến theo dõi Mason Greenwood. Hai câu lạc bộ của Tây Ban Nha đã theo dõi Greenwood thời điểm tiền đạo này khoác áo Getafe. Tuy nhiên, Barcelona và Atletico còn dè dặt nên không đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Greenwood ở kỳ chủ nhật hè năm nay. Chỉ khi Greenwood tỏa sáng trong màu áo của Marseille, họ mới bắt đầu quan tâm trở lại. Trong khi đó, Bayern Munich tin rằng Mason Greenwood có thể trở thành một đối tác ăn ý với Harry Kane trên hàng công. Mọi thứ mới chỉ ở bước bắt đầu, nhưng khả năng cao Greenwood không gắn bó lâu dài với Marseille. Truyền thông Anh nhận định, Lyon có thể là trạm trung chuyển để chân sút sinh năm 2001 gia nhập một Ấn Độ tốt hơn trong tương lai gần. Cá nhân Greenwood trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc sau khi rời Man United. Chân sút này không để lại những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến mặt trình diện cá nhân trên sân và nhanh chóng giành được tình cảm của người hâm mộ. Sau 4 vòng đấu tại Lyon mùa này, Greenwood đã có được 5 bàn và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Lyon. Mùa hè vừa qua, Greenwood ký hợp đồng với đội bóng nước Pháp đến tháng 6 năm 2029. Man United cũng đã thu về 30 triệu euro từ phí chuyển nhượng, kèm điều khoản nhận thêm 50% số tiền nếu như Marseille bán Greenwood trong tương lai. Le Quip cho biết Trent Alexander-Arnold bắt đầu có những động thái để mua lại câu lạc bộ năng. Hậu vệ 25 tuổi đang sở hữu quỹ đầu tư do ba anh làm điều hành. Gia đình Alexander-Arnold rất quan tâm đến thị trường tại Pháp sau khi nghiên cứu các câu lạc bộ như Saint-Étienne và Le Havre, nhưng xác định không thể tiến xa. Quỹ đầu tư của cầu thủ này đã chuyển mục tiêu sang năng và đã có những động thái chính thức. Chủ sở hữu hiện tại của năng, Wandermar Kita, đã có cuộc họp qua video với Alexander-Arnold vào tháng 7 năm ngoái. Sau đó là một cuộc gặp mặt trực tiếp tại Geneva cách đây vài ngày. Cuộc gặp này dẫn đến một lời đề nghị mua lại với giá 100 triệu euro cùng các khoản thưởng lên đến 40 triệu euro. Hôm qua, một cuộc họp khác diễn ra giữa các bên liên quan. Kita đồng ý thực hiện một cuộc kiểm toán bên ngoài cho câu lạc bộ của mình. Trước sự quan tâm của các nhà đầu tư đến từ nước Anh, Lukip cho biết thêm rằng gia đình của Kita
đang đòi hỏi một mức giá rất cao để có thể nhượng lại quyền sở hữu Lang. Lang là một câu lạc bộ có lịch sử rất lâu đời của bóng đá Pháp, có nhiều năm liền chơi bóng tại Lyon. Mùa giải năm nay, đội bóng này cũng đang có khởi đầu tốt khi giữ vị trí thứ 5 sau 4 vòng đấu. Erik ten Hag tin rằng Rashford có thể tìm lại phong độ tốt nhất nếu duy trì được lối sống đúng đắn. Tôi nghĩ Rashford hiểu vấn đề lối sống quan trọng như thế nào, ảnh hưởng đến phong độ trên sân. Có lẽ mọi cầu thủ cũng đều ý thức chuyện đó, vì khi lối sống không đúng mực, họ sẽ không thi đấu tốt. Cậu ấy cũng sẽ không đạt trình độ cao nhất nếu có một cuộc sống bên ngoài không lành mạnh và kỷ luật. Cậu ấy cần có sự giúp đỡ và ủng hộ, nhưng trên hết phải tự biết sắp xếp cuộc sống của mình, luôn giữ thái độ tập luyện và thi đấu đúng đắn. Nếu giữ được sự chuyên nghiệp đó, Rashford sẽ trở lại với đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy đã có khởi đầu tốt trong mùa này, giờ là lúc phải duy trì sự tiến bộ. Sau trận thua 0-3 của Man United trước Man City hồi tháng 10 năm ngoái, Rashford đã bị Ten Hag khiển trách vì bỏ tập sau 12 giờ tiệc tùng ở Belfast. Tiền đạo này cũng bị bắt gặp đi hộp đêm sau thất bại trong trận derby Manchester. Chân sút sinh năm 97 đang nỗ lực lấy lại phong độ mùa này. Trong hai trận gần nhất, Rashford đã nổ súng 3 lần và theo Ten Hag, cầu thủ này có thể mang lại hình ảnh tốt nhất nếu như duy trì được lối sống đúng mực. Theo Daily Mail, mục tiêu của Rashford là được triệu tập trở lại đội tuyển Anh trong đợt hội quân tháng 10. Theo Team Talk, Chelsea sẵn sàng chia tay Mikhailo Modric vào đầu năm 2025. Sau khi đã chia ra tới 89 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Ukraine, Chelsea chưa bao giờ chứng kiến Modric thi đấu đúng với kỳ vọng. Phong độ kém cỏi của ngôi sao này, cùng với việc họ đã chiêu mộ nhiều ngôi sao khác như Jadon Sancho, João Felix và Pedro Neto, đã khiến cho Chelsea không còn mặn mà với Modric. Về phần cầu thủ sinh năm 2001, anh cũng cần phải ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân. Mặc dù chơi mờ nhạt tại Chelsea, nhưng Modric vẫn nhận được sự quan tâm của khá nhiều câu lạc bộ tên tuổi. Team Talk cho biết cả Marseille lẫn Bayern Munich đều dành sự quan tâm đến một hợp đồng cho mượn vào kỳ chủ nhật mùa đông. Huấn luyện viên trưởng của Marseille Roberto De Zerbi khi còn làm việc tại Brighton từng hết lời khen ngợi ngôi sao chạy cánh người Ukraine. Còn với Bayern Munich, họ cũng có ý định theo đuổi Modric từ khi kỳ chủ nhật mùa đông năm ngoái mở cửa, nhưng Chelsea khi đó đã kiên quyết giữ lại cầu thủ này. Giai đoạn đầu mùa này, Modric được trao nhiều cơ hội ra sân nhưng không để lại ấn tượng. Hợp đồng của anh và đội chủ sân Stamford Bridge còn thời hạn đến tháng 6 năm 2031. Theo AS và Daily Mail, người đại diện của dàn sao Man City đang tìm kiếm những lựa chọn mới cho thân chủ của mình phòng trường hợp đội bóng này bị gián hạn sau 115 cáo buộc. Tương lai của dàn sao Man City sẽ bị đặt dấu hỏi nếu câu lạc bộ này bị mất vị trí ở giải đấu cao nhất nước Anh. Các cầu thủ chưa có ý định rời đi nhưng vẫn phải chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất. Không khí tại Man City đang vô cùng căng thẳng. Pep Guardiola thậm chí đã cấm các cầu thủ của mình thảo luận về vụ kiện tụng trong phòng thay đồ. Nhưng động thái này không thể ngăn những lời bàn tán về tương lai của đội chủ sân Etihad. Đến thời điểm này mới chỉ có Pep Guardiola lên tiếng về vụ kiện. Mặc dù vậy, lời nói của ông cũng chỉ xoay quanh việc bày tỏ sự thông cảm với câu lạc bộ, không hơn. Pep Guardiola đã chia sẻ khi được phóng viên hỏi về vấn đề này: "Tôi rất thích cuộc sống tại Anh và yêu công việc ở đây. Man City là một đội bóng rất tuyệt vời, tôi luôn cảm thấy rất ổn." Hợp đồng giữa Pep Guardiola và Man City sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm sau. Man City rất muốn giữ lại Pep Guardiola nhưng vẫn chưa có được sự đồng ý từ huấn luyện viên người Tây Ban Nha.